Nói về Thái Bình các bạn nhé. Anh em thấy đẹp không? Đây ngày xưa bác bắt rồi đấy. Để nó tốt nó cây ra 6-7 ra. Nhiều vú quá, nó không có tổ đấy. Con này 16 vú đấy. Không ảnh hưởng gì đâu, các bác ấy thôi, nhưng chả ảnh hưởng gì. Đẹp. Ôi rồi, cưới ra cho bác mấy con nữa. Con sợ gì, sợ nhất rồi.